Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì tôi lại tiếp tục đưa các cái video về tuổi. Thì cũng như thường lệ, đó là bất cứ một ai mà khi mà xem các cái video clip thì cũng đừng điện thoại đến, vì dưới các cái video khác có để số điện thoại. Thì cũng đừng điện thoại đến để hỏi xem là cái tuổi này của tôi khổ, tôi vất vả rồi, tôi gì gì là tôi không trả lời đâu. Bởi vì là không thể nói như mọi người ở trên các cái trang mạng ấy, người ta lật bài xong rồi xem thì tôi chịu. Tôi không không làm như thế được. Tôi chịu. Bởi vì xin thưa với các bạn rằng là mồm người ta nói tên của các bạn mà tay người ta lại còn lật được bài. Chính các bạn là người lật bài thì tôi chịu. Mặt đối mặt thì còn chả ăn ai nữa, chi là ngồi trên này xong rồi đi bói cho thiên hạ, là tôi dốt lắm, tôi không làm được. Đó, nói thẳng luôn là rất dốt và không làm được. Cho nên là đừng có ai điện đến của cô ơi, xem cho tôi cái tuổi này mấy cái gì gì, chịu chịu chịu. Và đã đưa lên ý, thì thực sự ra là còn phải tham khảo các cái sách vở người ta ghi. Chứ còn để tự dưng ngồi nói thao thao thì khó lắm. Nên là cái gì người ta bảo nói có sách cả mách phải có chứng. Ít nhất thì cũng được đôi ba cái dòng gạch đầu dòng. Chứ không thể tự nhiên ngồi phán sằng, phán cuội, phán bậy trên này thì chết. Nên là xin thưa với các bạn rằng là làm ơn đừng có điện thoại là cô ơi xem cho em cái này từ giờ đến cuối năm, xem cho em cái kia cái gì. Úi, chịu thôi, tôi không xem được các bạn nhá. Không ai xem như thế lừa. Tôi xin đưa cái tuổi sinh năm Quý Sửu 1973. Thì năm nay những người các anh chị mà sinh năm tuổi Quý Sửu là năm nay các anh các chị là 49 tuổi rồi ạ. Vâng. Thế thì là như vậy là người ta cứ nói 49 với lại 53. Thế thì cũng nhân cái đầu video thì cũng xin được nói luôn là cái này thì các anh các chị cũng đừng có sợ. Đấy, con người ta cái câu nói đó nhưng nó còn căn cứ vào cái phúc đức của mỗi một người. Chứ không phải là cứ ai cũng đến cái vận 4953 này là bắt đầu là lâm nguy hết đâu. Thế nhưng ngược lại chúng ta cũng không nên chủ quan. Đó, thì có những người thì là hạn của năm 49 nhưng mà tôi vẫn muốn rằng các anh các chị chú ý cho tôi cái hạn của năm 50. Hạn của năm 50 chứ tôi không nghĩ rằng của 49 này đâu. Cho nên là khi đã qua được cái tuổi 49 thì mọi người đừng chủ quan, hết 50 rồi hẳn bình thường. Đấy, thế thì xét về tuổi Quý Sửu mà nếu như về hạn thì năm nay thì chắc chắn là những ai mà tâm linh tâm tín lo xa thì người ta cũng làm lễ giải hạn dâng sao. Vì nam là sao Thái Bạch. Người ta có câu nói là Thái Bạch thì quét sạch cửa nhà, nhưng có nghĩa rằng nam sẽ có những cái gọi là biểu hiện có thể là về cái lĩnh vực thân thể không được khỏe mạnh, sức khỏe cảm thấy so với mọi năm yếu hơn, hoặc là có thể là bị do có thể là ốm đau tiêm chích hoặc ngã nghẹo cái gì đó, nhưng đại khái là vận 49 thì cũng không nên có nghĩa là quá lo lắng quá. Thế còn là về nếu như mà biết đến tâm linh thì có thể là làm lễ đi giải hạn để cho nó bớt cái phần tâm lý. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc thêm đó là các anh các chị chú ý cho tôi cái sang năm, đó là các anh các chị 50 tuổi. Về xét về cái tuổi Quý Sửu thì người ta cứ nói rằng là trai đinh nhâm quý thì tài, còn gái đinh nhâm quý thì hai lần đò, phải không ạ? À, đấy là các cụ ngày xưa cứ có truyền lại là như vậy thôi. Thực sự ra đến bây giờ thì nó đúng không đúng hết trong cái số lượng đó đâu. Đấy, thực sự ra thì sinh năm người Quý Sửu nếu như xét về cái hành của hành can ấy, thì là cái tuổi thì nó đứng về hành thủy, mà mệnh ở đây thì lại là mệnh mộc, cho nên là thủy sẽ dưỡng về mộc, như vậy là được cái hàng can sinh. Vậy là trong dưỡng mộc thì đứng cho chữ sinh, chữ dưỡng được sinh, như vậy là ở trong cái rủi nó có cái phần may mắn, đó là đối với người tuổi Quý Sửu.
Về cho các sách vở có ghi đó là ông Tử Vi độ mạng cho nam và bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng cho nữ. Vâng, thế còn nếu như xét về trong cái lĩnh vực mệnh với mùa sinh thì mùa xuân và mùa đông sẽ là đặng cho tuổi của các anh các chị. Đấy là theo như sách vở có ghi lại. Mùa đông ở đây có nghĩa là cái tháng 11 ấy. Đó. Thế còn về tính cách thì thực sự ra ở cái tuổi này ấy, về tính cách thì xét riêng đối với nam, đó là người trầm tính và ít nói, lành, chững chạc, hơi có chút cả lể. Đấy, kiểu như ngại ngại. Đấy, ít nói mà. Đó, thế nhưng mà nam thì lại có cái tính là lo xa hơn nữ. Nữ thì nhiều khi là người ta cũng không phải không có nghĩa là không lo, không có nghĩa là không lo lắng. Thế nhưng mà có cái tính là mặc kệ. Đó, người ta có cái gì đấy mà có cái chất chơi hơn nam rất nhiều. Nếu như hai cái tuổi bằng nhau, một nam một nữ, nữ có chất chơi hơn nam. À, không nên không phải là riêng bà ấy là chơi trò chí phèo ngay. Đấy, tức là bà ấy bất cần bất sợ luôn. Riêng cái tuổi Quý Sửu về nữ ấy, lo là việc của lo. Đấy, chơi là việc của chơi. Đấy, thế đấy, còn này là hơi bướng, tính bướng rồi. Đấy, cho nên là tính bướng thì cũng mong các anh các chị là thông cảm. Thực sự ra không phải ai cũng cái tính cách này. Thế nhưng mà những cái con người của tuổi Quý Sửu mà nó lên cái cơn bướng ấy, là bái thể hiện chí phèo ngay, mặc kệ. Đấy, thì các anh các chị thông cảm, ai thì người ta cũng thích cái sự lịnh bợ, nhưng mà cái câu bướng này với chí phèo không phải là ai cũng áp đặt cho cái tuổi Quý Sửu này đâu ạ. Nhiều khi là vợ chồng ngồi xem clip của tôi đấy, thế nhưng mà lại nghĩ đến một người công nhận tính nó hơi giống à. Chứ nhiều khi bản thân mình lại không giống đâu. Đó, thế còn nữa là vì nam với nữ là vì là không hay nói đâu, riêng cả nam lẫn nữ là với cái người ngoài kể cả trong nhà đấy là tức, nhưng mà lại không nói, tức lắm ấy nhưng lại lín chịu lên, không nói. Đó, cái tuổi này họ lín giỏi lắm, họ không nói đấy. Thế nhưng chính vì cái lín chịu không nói đấy, cho nên nhiều khi họ cũng bị thiệt thòi. À, thiệt thòi ở trong gia đạo vợ thiệt chồng, cái lời ăn tiếng nói thì không sao, nhưng đối với xã hội thì nhiều khi cái thiệt thòi đấy, cái xã hội người ta không hiểu, người ta lại cho rằng là các bạn đấy không dám làm gì họ, nhưng thực sự ra không phải, người ta không thèm chấp. Đấy là đối với những cái tính cách của người Quý Sửu, tức là người ta chịu nhận cái thiệt thòi, không có nghĩa rằng người ta ngu, không có nghĩa rằng là người ta không làm gì được những người khác đấy, mà người ta cả lễ, người ta một điều nhịn để chín điều lành, người ta ít nói đấy. Đấy, cho nên là cái tuổi Quý Sửu này là người ta nhiều khi đối với xã hội người ta chấp nhận cái sự thiệt thòi để được cái sự yên lặng và bình yên, kể cả trong lĩnh vực gia đạo. Thế còn nữ thì có tính là nói nhiều, nhưng mà lại hay than phiền. Trời ơi, hay than phiền. Đấy, và cái cơn bực nó lên là chơi chí phèo. Đó là đối với này, và tính cách nó có chút đồng bóng, tính chút hơi chút đồng bóng, chịu ăn, chịu chơi, và thậm chí là dám làm, dám nghĩ luôn, dám nghĩ và dám làm luôn. Đấy, và có chút đồng bóng, tức là nóng tính cách hơn đối với những người nam. Về cái tuổi ở đây trong sách có vở có ghi là tuổi nhỏ thì có sự chết hụt nhiều lần. Cả hai cái tuổi này có sự chết hụt nhiều lần. Đấy, thế còn khi mà trưởng thành và lập nghiệp thì nếu như mà đi được phương xa hơn thì tốt, chứ còn quanh quanh quẩn quẩn ở nhà, gọi là làng trên xóm dưới, cách cơ tí tẹo hoặc cái bờ dậu nữa thì khó khá lắm. Trâu này là trâu phải ăn cỏ, là cỏ đồng xa. Trâu ăn cỏ đồng xa, còn cỏ đồng nhà gặm cụt hết rồi. Nên là trâu này đi xa nó sẽ tốt hơn. Thế còn nữa là cả nam lẫn nữ thì có cái sự về lĩnh vực lương duyên, khi lớn lập gia đạo thì hơi vất vả. Vất vả này không như các tuổi khác, đó là lấy nhau rồi vất vả đâu, mà là kiểu yêu đương có cái sự vất vả. Như vậy là có duyên người trước nhưng phước về người sau, hoặc là có duyên người trước nhưng nợ về người sau. Đó. Nếu như mà sớm sủa đi thì ôi chết chết trời, sớm sủa thì khó giữ bền gia đạo, phải muộn mằn một chút. Về lĩnh vực công danh,
về lĩnh vực công danh thì cái tuổi Quý Sửu này nếu đúng cái chuyên môn của họ, tôi lấy ví dụ như là chuyên môn về giáo dục hay là chuyên môn về về một cái ngành nào đó, họ làm rất tốt luôn. Đấy. Và cái tuổi Quý Sửu này họ có nét rất là đa tài. Cũng không hẳn là do trai đinh nhâm quý có tài đâu. Đấy, họ có thể tự làm, tự sáng tạo. Mày mò người ta vẫn làm ra được. Không như đối với nữ, nữ hay than. Đúng chuyên môn của họ, và nhất là trong cái lĩnh vực mà về công tác xã hội mà đúng với chuyên môn của họ, họ sẽ lên cấp chức rất là nhanh. Vì bản chất của họ là rất lành mà. Đó, lành cả lề, cho nên được mọi người người ta sẽ quý mến. Về cái lĩnh vực những đối với những cái người mà làm nghề tự do thì họ không có nghèo, nhưng mà để họ bươn chải thì họ rất là vất vả. Về lo toan, tính toán cũng rất là rộng. Mưu tính trong cái lĩnh vực làm ăn cũng rất là lớn. Cho nên có cái gì đó họ sẽ là lo toan nhiều, gánh vác nhiều. Và nó thể hiện đó là một cái con người gì đấy, nó rất là thể hiện gọi là lo xa. Đấy, lo xa đối với cái người này. Về cái lĩnh vực gia tài sản thì ở cái tuổi Quý Sửu này này là họ đông anh chị em. Đông anh chị em nhưng lại không được thừa hưởng cái tài sản của tổ phụ nhiều đâu. Không được thừa hưởng nhiều. Cũng không phải là do đông anh chị em mà họ không được thừa hưởng nhiều, mà cái vấn đề là họ đi xa nhiều hơn. Cái con số trong cái số đấy, cái số của những người tuổi Quý Sửu đa phần là họ đi nơi phương xa họ lập nghiệp. Hoặc có thể là họ không lập nghiệp phương xa thì họ có thể là cách gia đạo nhà họ 3-4 cây số hay là bao nhiêu đấy, đại khái là họ đi chỗ khác, chứ họ không xây dựng nhà cửa trên cái đất ông cha của họ. Không xây dựng. Họ không bán, họ cũng không phải là được chia, nhưng mà đại khái là họ đi chỗ khác họ lập nghiệp, họ tự thân lập thân, không nhờ cốt nhục anh em họ hàng, cũng không nhờ vào cái tài sản của ông cha này lại đấy đâu. Đó. Thế thì đấy là cái một chút để mà gạch ra. Thế còn trong các cái sách thì ta thì có những cái câu thơ mà tôi đọc tôi thấy có cái gì đấy có để cho các bạn thử ướm vào mình xem là các bạn, các anh các chị đúng được bao nhiêu phần trăm. Đó là số này thì lúc nhỏ là gian nan, lao tâm khổ trí, vui chiều buồn mai. Thân phận thì phải chịu lao đao, tình duyên trễ nải bằng không đổi rời. Có nghĩa là ví dụ như người ta trễ nải, có nghĩa là người ta yêu người này không được thì cuối cùng người ta lấy người sau. Yêu một người lấy một người. Hoặc là nếu sớm mà lấy là chồng lấy vợ sớm thì có khả năng là sẽ được đến hai đời chồng. Số người thân tự lập thân, tha phương cầu thực gia môn sẽ được an bình. Họ hàng như thể người xa, cũng như giá lạnh đêm đông điêu tàn. Lúc nhỏ chẳng đặng an thân, hậu vận phú lúc an môn. Tuổi già, thế như vậy là lúc nhỏ là hơi vất vả. Hay còn gọi là lớn lên mà đi lập nghiệp phương xa thì lại còn không được nhờ vào những ai ở đi, phải đi phương xa thì phải là thích nghi với cuộc sống. Phải là gọi như người ta nói là bán anh em xa mua láng giềng gần. Vậy là tạo dựng cuộc sống, làm quen với môi trường, quen với mọi người tất tần tật từ A đến Z như vậy. Đã thể hiện một cái sự rất là vất vả. Thế rồi mưu sinh rồi cầu thực, như vậy là công danh tài lộc dồn tiền dồn cửa tậu trâu mua đất làm nhà các thứ đều do bản thân mình tự lo. Thế như vậy nó sẽ rất là vất vả, đúng không ạ? Cho nên là lúc nhỏ lớn lên thì vất vả gian lan, nhưng về hậu vận thì cũng sẽ được an nhàn tấm thân. Thế như vậy là có hậu rồi. Và có một điều là tuổi Quý Sửu thì nếu trong tất cả các cái sách có ghi thì người ta sẽ có cái tuổi thọ rất lớn. Cái này thì thực sự ra là cái câu nói nào đối với lại tôi nói, tôi cũng chỉ mong rằng là đó là cái sự ướm và cất nhắc đối với mọi người. Chứ cũng đừng cười là bởi vì sao? Vì là một mình người Quý Sửu không có nghĩa rằng ở trong cái đất nước này chỉ có 10 người Quý Sửu đâu. Mà nó phải hàng bao nhiêu con người. Đấy, cho nên là câu nói này có thể không đúng với người này nhưng sẽ đúng với người khác. Và nói tóm lại, đó là video mang tính chất tham khảo.
Còn một cái sách vở thứ hai có ghi rằng là số ta cha mẹ phân, có nghĩa là số ta cha mẹ phân vân à? Hoặc là cách trở hoặc phần mồ côi. À, ý nói ở đây có nghĩa rằng có khả năng khi lớn lên lập nghiệp thì như vậy là cha mất mẹ còn, hoặc mẹ mất cha còn. Đấy, như vậy là số sẽ là người vất vả rồi. Luận xem tiền của tài hồi tay làm thịnh vượng vào rồi lại ra. Thì cái lúc đầu lập nghiệp thì nó phải là như vậy. Chứ lúc nào mà tiền nó cũng vào túi ầm ầm mà lại không chảy đi đâu thì khó lắm, đúng không ạ? Ai cũng vậy. Cuộc đời nó giống như lên thác xong nó lại xuống gành. Chứ lúc nào cũng cứ lên mãi đâu. Đời sinh khổ trí, đó là rối lo rộng tính khó mà rảnh rang. À, thì cho như vậy là tôi đã bảo rồi, người ta rộng tính, người ta mưu toan tính toán, người ta lo xa tính rộng lắm. Ôi, cái người tuổi Quý Sửu này để mà nói về lĩnh vực làm ăn, đối với những cái người mà người ta có nghĩa là người ta có cái sự mưu trí ấy, thì người ta tính làm ăn thì xoay vần đủ nghề luôn. Đó, nó có một cái tài lẻ riêng đấy, thì xoay vần đủ nghề luôn. Còn đối với những cái người mà nó có chuyên môn trong cái lĩnh vực nhà nước thì họ sẽ lên cấp chức được nhanh. Đấy, nên là cái tính cái người này là người ta lo rộng và tính rất là xa. Thế cho nên là cho nên khó mà rảnh rang, có nghĩa là người ta sẽ là người vất vả. Tính người lớn mật to gan, số ta trường thọ tâm khoan vui vẻ. Như vậy là tính người dám nghĩ và dám làm, tự nghĩ và tự làm, nó mày mò và tự làm đấy. Nhưng mà như vậy là có số được cái sự trường thọ. Số ta duyên nợ đổi xây, cách đời thứ nhất sum vầy đời sau. Đấy, thế như vậy là có duyên người trước phước dành người sau. À, hay có duyên người trước lợ về người sau. Đó, như vậy là cái người thứ nhất là có duyên nhưng không có nợ. Cho nên là như vậy là sum vầy đời sau. Hoặc có thể câu nói này đối với những cái người mà người ta sẽ hai lần đỏ. Đấy, đối với nhất là đối với nữ về cái tuổi này, vì sao nó ướm với nữ sẽ nhiều hơn, bởi vì là nếu so với những người ta nói như đinh ngâm quý ấy, thì cái nữ sẽ vất vả hơn nam. Anh em thiếu sức quân bào, nghèo nhiều khá ít dễ nào lập lên. Tức là như vậy, đông anh em, anh em thì đông nhưng có nghĩa là cái sự giàu sang không được nhiều. Cho nên cũng vì anh em nghèo thiếu cho nên là dễ nào lập lên. Ý nói là vì không, anh em đã nghèo thì không có sự cậy nhờ. Đấy, nhưng mà cái tuổi này người ta đi xa và người ta cũng tự thân lập thân và người ta lập lên cơ nghiệp đấy mọi người ạ. Số ta rời đổi cửa nhà, như vậy là tu thân tích thiện ắt là bền lâu. À, số thì rời đổi cửa nhà có nghĩa rằng nếu như có ở trên đất của ông cha, sau này đi xa lập nghiệp thì cũng lại một lúc làm hai lần. Như vậy là cái số này rất là vất vả, không được xây dựng trên đất của ông cha cũng như sự thừa hưởng. Không những vậy cũng không được nhờ anh em, mặc dù là hào anh em, tức là đông anh em, nhưng anh em mình cũng không được nhờ, đó là tuổi Quý Sửu. Thứ nữa đó là không những không được nhờ mà bản thân lo xa tính rộng. Bản thân cái tính cách có cái sự hiền lành vì lo xa tính rộng, cho nên nhiều khi đã không được nhờ nhưng lại còn quay lại lo vun vén cho anh em. Đó. Cho nên cái tính cách của người tuổi Quý Sửu này có thể hiện một cái trường thọ ẩn ở trong đấy. Đó cũng lò ra một chút, đó là bản tính của người ta, đó là sự lương thiện, biết lo cho mình nhưng cũng lo cho anh em, nó thể hiện cái sự đức độ của con người. Đấy, thì cũng xin thưa với các bạn rằng là có thể là trong cái gia tộc gia đạo có thể có sự hà khắc, có sự khác nhau, nhưng cái bản tính thì cũng không có, mỗi người không thể thay đổi được. Và đến bây giờ thì các anh các chị đang ở cái độ tuổi 49 chuẩn bị bước lên 50. Đó, như vậy đã đi được, nếu như đối với
Như vậy là gọi là như người ta nói, nếu như mà hai cái 50 thì đi được một nửa cuộc đời. Nhưng thôi, ta cứ đi đến 70 thì ta cũng đi được 2 phần 3 cuộc đời rồi. Ý của tôi ở đây muốn nói đó là cái phần chuẩn bị bước vào hậu vận. Đó cũng là bước vào cái sự thanh nhàn. Bởi vì tuổi Quý Sửu bây giờ đã bước vào cái giai đoạn 50, nếu như mưu sinh lập nghiệp thì cũng đã thành gia thất, tức là gia thất đã yên bề tất cả nhà cao cửa rộng. Còn đối với những vực con cái thì họ cũng, con của họ cũng đã trưởng thành và đã lớn rồi. Thế như vậy là bước sang hậu vận họ sẽ được an nhàn một chút, bớt đi cái sự lo toan tính toán đối như vậy là về mưu sinh kinh tế. Thế thì cũng mong rằng là mọi người hãy lên như vậy là dành thời gian hoặc là bớt một cái chút phúc, gọi là chút tài, chút lộc của mình để cúng dường công đức cũng như tu phúc để rồi cho con cháu cũng như cái hậu vận của mình được an nhàn. Vì bản mệnh của mình đó là gì, phải đi xa lập nghiệp và số cũng không nhờ anh em. Không những thế lại còn phải quay lại để lo cho anh em. Hoặc nhiều khi người ta ước gì người ta có được để người ta cho anh em người ta. Nhưng người ta sống nội tâm lắm, người ta không nói ra được. Tuổi Quý Sửu, những người nào trầm tính ít nói, đó không có nghĩa rằng là người ta không suy nghĩ, mà người ta trầm tính, người ta ít nói đồng nghĩa với việc người ta sống nội tâm. Thứ nữa là nhiều khi người ta chịu thiệt thòi trong lĩnh vực anh em cũng như sự giao tiếp với bạn bè, để mong ước cái gì, để mong ước cái sự hoài hòa hài hòa trong nhà cũng như ở ngoài xã hội. Cho nên các những tất cả những ai mà quan hệ đối với người tuổi Quý Sửu cứ ngẫm mà xem về cái sự mưu mô để mà ác độc, để nó gọi là mưu mô hại người, tuổi Quý Sửu hoàn toàn không có, không có đấy. Để mà ngẫm thì xem thì người ta sống người ta hay cả lể, nhiều khi là người ta không nói, người ta tức nhưng người ta không nói. Như vậy người ta không nói không có nghĩa rằng trong cơ quan đoàn thể, trong một gia đạo có nghĩa rằng người ta dốt, người ta không dám, mà người ta lín chịu để đổi lấy cái sự bình yên, gọi là dĩ hòa vi quý đấy các bạn. Đấy. Cho nên là đấy nó cũng là cái sự khôn ngoan và khôn khéo, và chính cái sự nhịn nín đó nó cũng góp phần tích phước cho bản thân bản mệnh của người tuổi Quý Sửu này. Cho nên là nhiều khi họ được cái sự sống trường thọ, đó cũng là thứ nhất biết lo cho anh em, thứ nhị là biết sự kính trên nhường dưới, hoặc người ta biết nhẫn nhịn đối với người khác, thế là cái phước của họ nó cũng được tăng lên. Nhưng mà qua video clip tôi cũng mong rằng là những người tuổi Quý Sửu hãy công đức cúng dường nhiều hơn nữa đấy, biết lo toan cho anh em hơn nữa hoặc cho bản thân mình nữa, để rồi tạo cái phước cho con nó vậy, còn cho cháu ai cũng vậy, có một chút tích phước cho mình. Vì dù sao cái mưu sinh đến bây giờ cũng đã đủ cửa đủ nhà, con cái cũng đã lớn rồi, bây giờ ta cần đó là cái sự thuận hòa cũng như là cái tích phúc để cho con, cho cháu và cũng là cho chính mình luôn. Nên là tôi xin dừng video ở đây, và cũng mong rằng mọi người, cái gì hay thì chúng ta chắt lọc, còn cái gì mà dở thì chúng ta bỏ qua đấy. Và tôi đây cũng chỉ cũng gọi là góp một cái video về lĩnh vực giải trí trong vòng hơn 20 phút thôi. Nên là cũng mong mọi người thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người đã xem video.